Vâng, mình lại xin chào tất cả các anh em. Hôm nay là thứ bảy, mình có tiếp nhận một chiếc xe SH125 anh em nhá. Vâng ạ, và xe này đang có cái ban bệnh đó là tiếng nổ rất chi là to và nghe cái tiếng nổ của nó rất chi là buồn cười anh em nhá. Vâng. Và mình được bạn nữ này, bạn đã thông tin lại cho mình như sau. Theo cái quy trình của công ty Honda thì Head đã điện cho bạn ấy đến mang xe đến để thay dầu miễn phí, thay dầu nhớt miễn phí đấy anh em ạ, và thực hiện luôn quy trình bảo dưỡng anh em nhá. Vâng ạ, sau khi Head Honda làm xong thì bạn đi xe về thì nửa đường đầu tiên khi mà bạn di chuyển về nhà đấy thì mới lấy xe ra thì chạy rất bình thường, nhưng mà chạy về gần đến nhà rồi thì bạn đã cảm nhận được chiếc xe của bạn đấy tiếng nổ rất chi là to và rất chi buồn cười anh em nhá. Vâng, và cái bạn nữ đấy thì hôm nay là thứ bảy thì bạn ấy có mang xe đến chỗ mình và nhờ mình kiểm tra, và bạn ấy mang đến thì bạn ấy gặp mình thì bạn có nói thấy mình cái là bạn nói là kiểm tra chiếc xe của bạn ấy, và bạn có nói một cái câu rất chi buồn cười, đó là cái xe của em cái tiếng nổ của nó giống như cái tiếng máy cày anh em ạ, giống như cái máy cày đấy. Thì mình rất chi buồn cười, và mình nhìn chiếc xe đẹp thế này mà nói là tiếng nổ rất chi buồn cười. Thế thì là sau khi mình nổ máy lên thì mình cảm nhận được là cái xe này cái tiếng nổ rất lạ và kêu rất to anh em nhá. Vâng, bây giờ mình sẽ nổ máy lên để anh em cảm nhận được cái tiếng động cơ nổ máy anh em nhá. Xe thì không báo lỗi, mở chìa khóa lên thì hệ thống OBD ở trên xe cũng không có thấy xuất mã lỗi lên trên cái báo, lên trên cái đèn check ở trên mặt đồng hồ tốc độ thì cũng không thấy sáng anh em nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ nổ máy. Anh em có cảm nhận được tiếng nổ không ạ? Tiếng nổ của nó rất chi là to và đồng thời là cái tiếng nổ của nó rất chi là buồn cười. Anh em có nghe rõ không ạ? Để tôi để cái mic gần hơn anh em nhá. Vâng, anh em có cảm nhận được không ạ? Cái tiếng nổ của nó rất chi là to và đồng thời là cái tiếng nổ của nó kiểu giật cục lên đấy, giống như cái kiểu là bạn nửa có mô tả lại với mình, là thông tin với mình có nói lại với mình là giống như tiếng máy cày đấy anh em ạ. Vâng, và ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp để kết nối vào cái xe này để kiểm tra xem là cái nguyên nhân của nó ở đâu anh em nhá. Vâng, mình là nhà phân phối máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa anh em nhá. Anh em cần máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp thì anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình thì mình sẽ cung cấp máy cho anh em. Mình là nhà phân phối mô tô xe táp Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa anh em nhá. Vâng, đợt này thì chương trình khuyến mại của mình thì nó rất là đa dạng khi anh em mua máy anh em nhá. Anh em mua máy thì anh em có thể là tùy lựa chọn vào cái chương trình khuyến mại, anh em cần cái gì thì anh em có thể là thông tin cho mình để mình sẽ áp dụng cái chương trình khuyến mại đấy cho anh em nhá. Vâng ạ, thì thông thường thì mình hay khuyến mại cho anh em là một bộ renew ECMID, bộ renew đấy để anh em renew cái mã ECMID trong ECM, hoặc là anh em có thể là đọc được cái mã ECMID trong ECM trực tiếp qua đường truyền thông Carline, và anh em sử dụng cái mã đấy để anh em đăng ký bảo lãnh, đăng ký chìa khóa mới để không cần phải quét SCU anh em nhá. Đó là cái bộ renew mình khuyến mại cho anh em. 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu, và anh em sẽ được vào nhóm Zalo kín, và đặc biệt là anh em sẽ được vào nhóm Facebook kín của mình. Thì trong cái nhóm Facebook kín của mình thì có video cách để anh em phân tích thông số hiện hành dữ liệu động cơ để tìm ra các lỗi khó anh em nhá. Vâng, thì đúc kết lại bao nhiêu năm và mình đã từng học các kiến thức của công ty thì qua bao nhiêu năm làm nghề thì mình sẽ đúc kết lại các kiến thức của mình, và mình sẽ sản xuất cái video về hướng dẫn anh em phân tích cái thông số hiện hành để anh em tìm ra các lỗi khó mà khi mà hệ thống lỗi OBD ở trên xe không phát hiện ra lỗi anh em nhá. Gọi là xe không báo lỗi nhưng mà xe vẫn bị lỗi, thì mình sẽ có cái video để hướng dẫn anh em phân tích cái thông số hiện hành ở trong cái nhóm Facebook kín anh em nhá. Vâng ạ, thì cái kiến thức này thì rất mong anh em thông cảm, thì cũng không thể là có rất nhiều cái bí mật mà sẽ không thể nói bừa bãi lên trên cái YouTube được, thì rất mong anh em thông cảm. Và cái video này chỉ dành cho những anh em mua máy ở bên mình thôi anh em nhé, rất mong anh em thông cảm. Và cái phân tích thông số hiện hành này thì mình không có sản xuất tài liệu anh em nhé, vì cái phân tích cái thông số hiện hành này anh em xem tài liệu như nước đổ đồ vịt, anh em sẽ không hiểu được anh em nhé. Tự anh em đọc và tự anh em hiểu thì anh em không hiểu được đâu, nên là mình không có sản xuất tài liệu, mà mình sẽ có cái video quay lại để hướng dẫn anh em phân tích cái thông số hiện hành, thì anh em xem cái video của mình thì anh em mới hiểu được cách này cái kia, nó rất nhiều cái liên quan đến nhau chứ không phải là một hai cái, mà nó đến hàng mấy chục cái lỗi tín hiệu liên quan đến nhau, nên là anh em đọc tài liệu thì anh em sẽ không thể
thì hiểu được như nước đổ đồ vịt luôn anh em nhá. Anh em thông cảm là mình nói như vậy để anh em hiểu hơn. Đấy thì mình sẽ không có cái tài liệu để anh em phân tích, nhưng mà mình không in tài liệu, vì là in tài liệu cũng vô tác dụng, anh em không hiểu được gì. Nên là mình sản xuất ra cái clip video mình hướng dẫn anh em phân tích cái thông số hiện hành, mình gửi vào nhóm Zalo Facebook kín. Như vậy là anh em mỗi lần anh em sẽ xem được cái video của mình, anh em hiểu ngay, hiểu được vấn đề ngay. Nhưng cái này nó rô rích liên quan đến cái thứ khác, đọc tài liệu không thể hiểu được anh em nhá. Đấy thì khi mà cái quyền lợi của anh em mua máy thì anh em sẽ được như vậy anh em ạ. Và sau khi mà mình cung cấp máy cho anh em thì mình sẽ rất chi là có trách nhiệm để hướng dẫn anh em trong suốt cái khoảng thời gian anh em làm nghề. Anh em không có lo, không hiểu cái gì anh em cứ gọi cho mình là mình sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em nhá. Vâng, và đặc biệt là cái chương trình khuyến mại của mình là có 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu anh em ạ. Trong đấy thì bóc tách các cái tài liệu của mình như mạch còi, mạch sinh an, mạch phun xăng điện tử, rất nhiều cái mạch bóc tách và tài liệu in rõ ràng, sắc nét. Và anh em nhìn vào cái tài liệu đấy thì anh em có thể là tìm ra là những cái mạch sinh an, mạch còi, mạch khuấy động, rất nhiều mạch để anh em làm được anh em ạ. Vâng, rất nhiều anh em lấy cái bộ tài liệu của mình rồi và anh em có gọi điện thoại thông tin về là đúng là không có cái tài liệu của anh, thì đúng các tất cả những cái đời xe phun xăng điện tử mỗi xe nó mỗi khác, thì đúng thật là em cũng không thể nào mà mò được cái đường dây điện của nó. Có cái bộ tài liệu của anh thì em sẽ tìm ra được các cái mạch điện và em sửa chữa rất là nhanh. Thì mình nghe cái thông tin như vậy thì mình cũng rất chi là vui anh em nhá. Vâng ạ, vì mình cũng góp một phần sức lực để cho anh em hỗ trợ cho anh em trong lúc chẩn đoán anh em nhá. Thì mình cũng cảm nhận được rất chi là ok, rất chi là vui anh em ạ. Vì cái tài liệu của mình biên soạn thì cũng đã được anh em đón nhận nó rất chi là tốt. Rất nhiều anh em có gọi về cảm ơn. Rất nhiều anh em sau khi mua máy táp về thì có thông tin lại cho mình là sử dụng cái máy táp của mình thì anh em chẩn đoán bệnh nó rất là nhanh, chính xác và khách hàng rất chi là hài lòng. Thì mình cũng thấy rất chi là vui anh em ạ. Và máy mà chẩn đoán lỗi motor nhân tác thì ngày nào mình cũng gửi đi cho các anh em thợ anh em nhá. Có nhiều anh thì nhận hàng kiểm tra với thanh toán, có nhiều anh hỏi thông tin hỏi giá cái tự nhiên là chuyển khoản luôn. Mình vừa thông báo giá cái là chuyển khoản luôn mấy chục triệu luôn anh em nhá. Vì cái số tài khoản của mình nó để trên cái trang chủ của mình rồi, anh em lúc nào anh em cũng nhìn thấy. Anh em chuyển khoản luôn anh em ạ. Và chuyển khoản luôn mình rất chi là bất ngờ, thì mình lại cũng phải gọi điện thoại lại để xác nhận thông tin. Đấy thì cũng rất nhiều là anh em không phải để bao nhiêu năm qua không phải là rất để dễ mà có được cái lòng tin như anh em thợ tin mình như ngày hôm nay anh em nhá. Mình phải trải qua rất nhiều cái yếu tố rồi rất nhiều cái kinh nghiệm mà hỗ trợ anh em và uy tín của anh em rất chỉ là cao và được sự tín nhiệm của anh em tin tưởng của anh em, nên mình không bao giờ mà mình làm mất đi cái uy tín anh em nhá. Nên là anh em rất chỉ là yên tâm anh em nhá. Mình xin chân thành cảm ơn các anh em. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ kết nối cái máy chẩn đoán lỗi motor chẩn tác vào xe để kiểm tra xem cái lỗi này là nó ở đâu anh em nhá. Vâng, đây là cái rắc chẩn đoán lỗi trên xe. Thì cái xe này là nó rắc chẩn đoán lỗi thế hệ mới rồi, thì trong máy chẩn đoán lỗi motor chẩn tác thì nó cũng có rắc thế hệ mới luôn. Anh em cắm vào thôi anh em nhá. Vâng, cắm vào anh em mở chìa khóa. Mở khóa điện thì xe sẽ cấp nguồn cho máy anh em nhá. Xe cấp nguồn cho máy. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ di chuyển cái máy quay về cái màn hình máy tính bảng để mình kiểm tra xem là cái lỗi nó ở đâu anh em nhá. Rồi, ok anh em. Tôi sẽ phóng to lên. Rồi ok. Anh em tôi sẽ vào động cơ xăng anh em nhá. Tôi vào xe Honda, hãng xe Honda. Tôi sẽ ấn vào tìm xe tự động qua CarLife. Thì tôi đã kết nối cái cáp MTB08 DLC01 cái mã cáp. Tôi lấy đúng cái mã cáp ra và tôi kết nối như trên hình ảnh rồi anh em nhé. Tôi ấn mũi tên bên phải ạ. Chiếc MLS, à tôi xin lỗi, chiếc xe SH đời 2020-2021 anh em nhé. Rồi, đầu tiên tôi sẽ đọc mã lỗi để xem xe có lỗi không ạ. Không có mã lỗi lưu trong ECM. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Vâng, như vậy là máy có thông tin là không có mã lỗi lưu, có nghĩa là xe này không báo lỗi anh em. Rồi, tôi sẽ vào cái thông số hiện hành ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ nổ máy lên để anh em phân tích xem là điều có cái điều gì bất thường anh em nhá. Những anh em nào mà đã được từng học qua cái khóa H về phân tích thông số hiện hành dữ liệu động cơ rồi thì ở của thầy Dương Tuấn Dũng rồi, thì anh em nhìn vào đây anh em biết lỗi luôn anh em nhá. Còn những anh em nào mà không biết thì anh em cũng không lo, tôi sẽ phân tích lướt qua một chút cái thông số hiện hành dữ liệu động cơ, một lát tôi sẽ máy sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra xem lỗi này nó ở vị trí nào anh em nhá. Vâng, tôi sẽ tiến hành nổ máy. Và mình cũng thông tin với anh em luôn là ngày 31 tháng 10 năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
sẽ diễn ra một khóa học là khoảng gọi là khóa H16, học về phân tích dữ liệu động cơ thông số hiện hành, do thầy giáo thạc sĩ Dương Tuấn Dũng, tác giả máy chẩn đoán lỗi mô tô xe tác, trực tiếp đào tạo anh em nhá. Anh em mà ở gần khu vực Bình Định, thành phố Quy Nhơn Bình Định thì anh em có thể là gọi vào số điện thoại để, cho mình để mình đăng ký cái khóa học cho anh em nhá. Vâng ạ, cái khóa học này rất là giá trị đấy anh em nhá. Vâng ạ, tôi sẽ nổ máy ạ. Rồi, ok, tôi đã nổ máy. Thế anh em thấy là nhiệt độ động cơ là 48 độ C này. Vâng, anh em nhìn thấy là cái tốc độ động cơ bây giờ anh em thấy là xe đang bị òa ga. Nó lên tới là hơn 2000 vòng trên phút, có nghĩa là xe đang bị òa ga, đúng không ạ? Góc mở bấm ga là 0 độ, có nghĩa là cái mệnh òa ga này nó không liên quan đến cái góc mở bấm ga. Góc mở bấm ga không bị treo, nó vẫn là 0 độ là ok. Đấy, anh em nhìn thấy là tốc độ động cơ lên tới 2004 đến 2008 vòng trên phút hòa ga rồi. Góc đánh lửa thì rất chập chờn anh em nhá. Và cái thời gian phun nhiên liệu anh em để ý này, lúc thì 0 mili giây, lúc thì 8 phẩy mấy mili giây liền. Đấy, anh em thấy là nó rất là loạn anh em nhá. Đấy, điện áp của cảm biến oxy cũng vậy, lúc nhạt, lúc đậm, lúc bình thường anh em nhá. Đấy, anh em thấy là nó rất chi là tiếng nổ rất chi là buồn cười. Đấy, anh em thấy là đấy. Và anh em kiểm tra, tôi sẽ kiểm tra cái tỷ lệ hòa khí ạ. Anh em để ý kiểm tra tỷ lệ hòa khí anh em nhá. Tỷ lệ hòa khí thì là nhạt, đúng không ạ? Nhạt, hơi nhạt, mà ECM đang tối ưu là 3%. Nó cảm nhận được là nhạt, nhạt xăng. Nhạt xăng anh em nhá. Vâng, nhạt xăng. Rồi, tôi sẽ quay vào cái thông số hiện hành lại một lần nữa. Đây, anh em thấy òa ga tới 2800 vòng trên phút liền. Đấy, thời gian phun thì lúc thì 0 mili giây, lúc thì 8 phẩy mấy mili giây. Rất buồn cười anh em nhá. Rồi, những anh em nào mà đã từng tham gia cái khóa hát rồi thì anh em nhìn vào đây em biết ngay. Biết ngay ạ, vâng, bây giờ tôi sẽ đá chân trống xuống. Vâng, nhưng mà anh em không lo anh em nhá. Những anh em nào đã được học cái khóa hát rồi thì anh em nhìn anh em biết. Còn những anh em nào mà chưa được học cái khóa hát mà anh em chỉ có mua máy của mình thôi thì anh em cũng yên tâm. Anh em sẽ thoát ra. Ở trong cái mục phần chuẩn đoán tự động bằng công nghệ AI mà duy nhất chỉ có máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe tác có chuẩn đoán bằng công nghệ AI anh em nhá. Vâng, và tôi sẽ sử dụng công nghệ AI để chuẩn đoán cái lỗi này. Tôi sẽ vào đọc mã lỗi ạ. Rồi, máy báo là không có mã lỗi. Thì bạn có muốn thực hiện chức năng chuẩn đoán nâng cao không? Tôi bấm có. Vâng, duy nhất, nhắc lại một lần nữa, chỉ có máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe tác trên thị trường phân tích lỗi tự động bằng công nghệ AI, công nghệ mới nhất hiện nay. Và mình cũng khẳng định là hiện nay ở trên toàn thế giới chỉ có máy chẩn đoán lỗi mô tô xe tác của thầy giáo thạc sĩ Dương Tuấn Dũng, viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, máy của Việt Nam nhưng mà có công nghệ chẩn đoán AI. Còn tất cả những cái dòng máy ở trên thị trường trên toàn thế giới không có máy nào có chẩn đoán bằng công nghệ AI anh em nhé. Vâng, tôi sẽ ấn vào phân tích lỗi tự động bằng công nghệ AI. Công nghệ AI bây giờ thì anh em biết được nó áp dụng rất nhiều cái công nghệ như là ô tô, rồi là tất cả những cái công nghệ ở trên thế giới này áp dụng hết công nghệ AI hết. Bây giờ anh em thấy ở bên Mỹ, ở bên Trung Quốc hoặc là bên đấy anh em thấy là có xe taxi mà áp dụng công nghệ AI mà xe không cần có tài xế đấy anh em ạ. Nó sẽ tự đi, tự lái, tự đi đón lại khách hàng và tự đón khách hàng, tự trả khách hàng và tự lái đi trên đường phố luôn, tự dừng đèn đỏ luôn. Đấy, công nghệ AI rất là phát triển. Và máy chẩn đoán lỗi mô tô xe tác của mình bây giờ cũng đi theo cái xu hướng là chẩn đoán bằng công nghệ AI anh em nhá. Vâng, sau khi bấm vào công nghệ AI thì anh em thấy là xe của bạn có biểu hiện gì. Thì đây có tất cả những cái biểu hiện như là không thể nổ máy này, lỗi idle top này, hao xăng nhiều, hoặc là không quay đề, hoặc là òa ga liên tục, hoặc là òa ga ngẫu nhiên, hoặc là không có guarantee, khó khởi động, hụt ga khi tăng tốc, yếu máy không bốc. Thì xe anh em có một cái lỗi gì anh em ấn vào đấy thì công nghệ AI của trong máy chẩn đoán lỗi mô tô tác sẽ tìm lỗi cho anh em nhá. Vâng, và xe của tôi bây giờ nó là òa ga liên tục, đúng không ạ? Đang òa ga liên tục, tôi sẽ ấn vào òa ga liên tục anh em nhá. Yêu cầu khởi động xe để ở chế độ guarantee 5 phút. Vâng ạ, yêu cầu của máy chẩn đoán lỗi mô tô xe tác anh em khởi động xe và để ở chế độ guarantee 5 phút, tôi sẽ khởi động xe. Vâng, tôi đã khởi động xe. Vâng, nghe một tiếng nổ rất buồn cười anh em nhá. Vâng, tôi nổ ga, nổ xe rồi. Tôi nổ guarantee rồi. Tôi bấm khởi động xe rồi, ấn mũi tên bên phải ạ. Trạng thái mô tô xe tác đang làm việc.
Vâng, như vậy là... Gợi ý kiểm tra và sửa chữa. Hở cổ hút hoặc mòn đồng tiền bướm ga hoặc lỗi kẹt van điều khiển khí không tải IACV. Vâng, như vậy là đã có kết quả. Vâng, như vậy là đã có kết quả anh em nhá. Chỉ trong vòng tích tắc chưa tới 10 giây. Gợi ý kiểm tra và sửa chữa. Hở cổ hút hoặc mòn đồng tiền bướm ga hoặc lỗi kẹt van điều khiển khí không tải IACV anh em nhá, ISC hoặc là lỗi phần mềm bên trong các anh xem. Nhưng vâng, như vậy là khẳng định được cái lỗi này đang liên quan đến cái khu vực của cái van khí không tải IACV. Có đúng ạ? Và bạn có, bạn nữ này có thông tin là xe đến thay dầu miễn phí theo cái chương trình của Honda và bảo dưỡng xe luôn anh em nhá. Vâng ạ, và nó đang gợi ý kiểm tra và sửa chữa và nó đang liên quan đến khu vực van khí không tải IACV. Vâng, như vậy là máy cho nó lỗi là khoanh vùng được cái lỗi là ở khu vực cái van khí không tải IACV, có đúng không ạ? Vâng, và cái van IACV này ở vị trí này, bây giờ tôi sẽ quay cho anh em xem. Vâng, thì tôi thì thật ra là tôi cũng kiểm tra trước thì tôi cũng đã phát hiện thấy cái lỗi của nó rồi anh em nhá. Sau khi phát hiện lỗi rồi thì tôi cũng mới quay lại cho anh em nhá. Vâng, tôi cũng không cần phải tôi chỉ cần cắm máy cho nó lỗi và tôi làm như trên từ lúc đến giờ tôi anh em tôi hướng dẫn anh em thôi, thì nó cũng đã tìm ra được cái lỗi và tôi cũng đã biết rồi. Xong tôi để nguyên cái lỗi đó và tôi lắp lại và tôi tiếp tục chia sẻ đến cho anh em nhá. Vâng, đây là cái van khí không tải anh em nhá, được gọi là van IACV và trên dòng Yamaha tôi gọi là van ISC anh em nhá. Vâng, và với cái van này sẽ có 4 dây ở trên cái họng ga. Vâng, bây giờ tôi sẽ mở cái van này ra xem điều gì nó sẽ bất thường ở trong này anh em nhá. Vâng, tôi sẽ mở ra anh em nhá. Vâng, anh em chờ tôi một chút, nó có 3 ốc. 3 con ốc bồ lông anh em nhá. Rồi, tôi đã mở cái van này. Vâng, anh tôi sẽ nâng cái van này ra và anh em để ý ạ. Vâng. Tôi đã nâng cái van này ra. Thì sau khi mà nâng cái van này ra khỏi cái mặt của cái họng ga thì anh em thấy này, nó có một cái gioăng anh em ở miền Bắc tôi gọi là cái gioăng, mà ở trong miền Nam anh em hay gọi, miền Nam hay gọi là cái sim đấy anh em ạ. Vâng, tôi phát hiện thấy là cái sim này có dấu hiệu bất thường anh em nhá, có dấu hiệu bất thường. Và tôi cầm cái sim này lên tôi kiểm tra thì tôi thấy là cái sim này là có dấu hiệu là nó rất là lạ anh em ạ. Cái sim này rất là lạ, đây cái sim này rất là lạ anh em nhá. Và tôi cầm cái sim này tôi thả vào cái khu vực ở chỗ cái họng ga thì tôi thấy là cái gioăng này giống như cái kiểu là nó không đúng loại anh em nhá. Đấy, anh em thấy là nó không có khớp. Vâng ạ, và tôi nghi ngờ trong cái quá trình bảo dưỡng thì các anh em đã làm vô tình làm mất cái gioăng này đi, làm mất cái sim này đi thì vô tình anh em không, cái gioăng này rất hiếm, không có đâu anh em nhá, nên là anh em sẽ lấy một cái gioăng khác anh em chế vào đây, chế cháo vào đây, nhưng mà nó không kín nên dẫn đến là gió nó lọt vào trong động cơ, đúng không ạ? Vâng, lượng hòa khí lọt vào động cơ nhiều, mà trong khi đấy là cái tỷ lệ hòa khí thì chỉ có nhiều như vậy thôi, nhưng mà có nghĩa là khi mà gió lọt vào đây nhiều thì anh em thấy là lượng hòa khí lọt vào đây rất chi là nhiều, nhưng mà cái nhiên liệu của kim phun vào chỉ có nhiêu đó thôi, nên là nó sẽ bị hụt ga. Và đồng thời là tiếng nổ của nó, gió vào nhiều mà xăng nó chỉ có nhiêu như vậy thôi, nên nó dẫn đến là xe nó bị cái tiếng nổ nó không đều và nó òa ga lên anh em nhá. Vâng, và cái sim này thì bây giờ cũng rất là khó khăn đây nhá, không biết lấy ở đâu ra được cái sim này. Đấy, thì tôi bây giờ cũng phải dừng cái clip này lại để tôi đi liên hệ với các cái đại lý bán phụ tùng xe máy hoặc là các cái head Honda để tìm cái gioăng này về lắp vào đây với được anh em nhé. Chứ thực ra là cái gioăng này không được nữa rồi. Nếu như anh em mà được tham gia cái khóa hát rồi thì anh em sẽ biết được là gió vào động cơ nhiều, nguyên nhân vì sao nó lại bị như vậy thì sẽ thầy giáo Dương Tuấn Dũng thể giải đáp cho anh em nhé. Còn ở cái video này thì mình không đủ cái thời gian để mà chia sẻ đến cho anh em cái liên quan đến cái tỷ lệ hòa khí, cái lượng hòa khí, tôi không đủ cái thời gian để chia sẻ đến cho anh em nhé. Vâng, và bây giờ tôi sẽ tiến hành là dừng cái video để tôi đi kiếm được cái gioăng nó hợp, cái sim nó
chuẩn vào cái vị trí này và tôi lắp vào thì tôi sẽ tiếp tục như thế nào, tôi tiếp tục chia sẻ đến cho anh em nhá. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi mua cái giòng này, nó hơi khó đây anh em nhá, không biết ở đâu bán cái giòng này đây anh em ạ, cực khó luôn anh em nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ tôi trong nhà tôi thì cũng có cái cảm biến này, nhưng mà nó ở cái đời trước thì nó ở lắp ở bên này này, cái giòng của nó không vừa, cái giòng đời mới này SH2021 này nó khác anh em ạ. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi mua giòng anh em nhá, anh em chờ xem hết cái video của mình anh em nhá. Vâng, mình xin chào tất cả các anh em, mình lại quay trở lại với anh em đây anh em nhá. Vâng, quả thật là mua được cái xin cái giòng này cực kỳ khó anh em nhá. Vâng ạ, và mình cũng phải mua cả một cái bộ cảm biến thì lại mới có cái giòng này, còn cái giòng này thực sự không bán lẻ anh em ạ, rất chi là khó khăn mới mua được cái giòng này, và mình phải mua cả một cái cảm biến thì mới có cái giòng này anh em nhá. Đấy, vì sau khi mà tôi mua về rồi thì tôi lắp vào thì nó khiếp luôn anh em nhá, nó không giống như cái giòng chế của anh em lúc nãy anh em nhá. Vâng ạ, đúng thật là mình phải đi mất mấy tiếng đồng hồ, qua bao nhiêu là cửa hàng thì mới mua được anh em nhá. Đi mấy tiếng đồng hồ đây anh em ạ, giòng này nó không có, nhà nào cũng không có, lắc đầu anh em ạ. Vâng, sau khi mình mua cái giòng này về rồi, cái sim anh em miền Nam gọi là sim, miền Bắc gọi là giòng, lắp vào thì anh em thấy là nó khiếp luôn anh em ạ. Vâng, và nó khiếp luôn rồi thì tôi sẽ tiến hành tôi lắp vào để xem tình hình nó như thế nào anh em nhá. Vâng, anh em chờ chút, tôi sẽ lắp vào. Và đang trong cái quá trình lắp thì tôi cũng lại tiếp tục thông tin. Nhà phân phối Moto Gen Táp Hoàng Ngọc Xuân, anh em có thể là gọi vào số điện thoại để tôi cung cấp máy cho anh em nhá. Vâng ạ, có rất nhiều hình thức mua hàng. Một, anh em tới tại cơ sở mình, tại nhà phân phối mình, nhà mình có đầy đủ các cái dòng xe để anh em thực hành và lấy máy, thì mình sẽ bao nhiêu năm qua cái kiến thức của mình đi học của công ty, thì khi mà anh em đến nhà thì mình sẽ có trách nhiệm là chuyển giao công nghệ hết cho anh em nhá. Và để anh em thực hành, để anh em lấy máy ạ. Cái cách diễn giải của mình thì rất là ngắn gọn, dễ hiểu thôi. Hai, hình thức thứ hai, anh em không có thời gian tới tại cơ sở mình thì mình có thể gửi máy về tại nhà cho anh em, và khi cung cấp máy cho anh em thì có trách nhiệm hướng dẫn anh em trong suốt khoảng thời gian anh em làm nghề, và đặc biệt là anh em sẽ được vào trong cái nhóm Zalo kia, Facebook kín của mình đấy anh em nhá. Vâng, mình đã lắp ráp xong rồi anh em nhá. Vâng ạ, lắp ráp xong rồi thì bây giờ mình sẽ cảm nhận được cái tiếng nổ trước khi mà quay vào cái thùng số điện này anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ để máy ạ để xem tình hình như thế nào. Vâng, ok anh em, sau khi lắp cái xin cái rong nó đúng loại rồi thì tiếng máy nó nổ êm luôn anh em nhá. Vâng, tôi sẽ để cái mic gần lại cái tiếng để anh em nghe cái tiếng động cơ. Vâng, anh em đã nghe cái tiếng động cơ. Tiếng động cơ bây giờ nó nổ rất là giòn giã và nó đều ga anh em nhá. Vâng, tôi sẽ lên ga vài cái để xem tình hình nó như thế nào anh em nhá. Vâng, xe rất khỏe, rất bốc, nổ máy garanti bình thường. Và đồng thời là cảm nhận được cái tiếng máy của nó rất êm, mà giống như kiểu tiếng máy là về rin rồi đấy anh em ạ. Về rin theo nhà sản xuất rồi đấy. Rồi, tôi sẽ xem lại cái thông số anh em nhá. Tôi sẽ quay lại cái thông số ạ. Rồi, ok, tôi quay lại cái thông số anh em nhá. Tôi vào nhanh luôn anh em nhá. Rồi, tôi vào thông số như này nhỉ. Tôi phóng to lên một chút anh em nhá. Rồi, ok. Anh em để ý này. Thứ nhất là cái tốc độ động cơ đã về chuẩn là 1.600, 1.700 có đúng không ạ? Rồi, ok, góc đánh lửa là đứng im 10 độ anh em nhá, và đặc biệt cái thời gian phun nhiên liệu đã chuẩn 2.2, không có giống như lúc nãy là lúc thì không mili giây, lúc thì lên tới 8 phẩy mấy mili giây, bây giờ là 2.2 đến 2.3 mili giây, rất chuẩn anh em nhá. Rồi đấy, cái tín hiệu của đèn áp oxy cũng đạt chuẩn luôn, tỷ lệ hòa khí bình thường luôn anh em nhá. Vâng, tôi sẽ quay về cái tỷ lệ hòa khí ạ. Kiểm tra A/F tỷ lệ hòa khí, xem có bị nhạt xăng hay không anh em nhá. Vâng, ok, tỷ lệ hòa khí đạt chuẩn 14.7/1 anh em nhá. Vâng ạ, và E/M đang tối ưu giảm đi 19%. Tỷ lệ hòa khí 17/1. Đấy, 14.7 gam gió trên 1 gam xăng đấy anh em nhá. Em thấy là ok. Tỷ lệ hòa khí ok. Vâng ạ, và đây là một cái lỗi, là lỗi do anh em vô tình làm mất cái rong, cái xin, và anh em không tìm được ra, anh em phải chế cháo một cái rong vào, nó không đúng loại nên nó xảy ra những cái ban bệnh này anh em nhá. Đấy, ok anh em. Vâng, như vậy là anh em thấy là cái ban bệnh của nó. Như vậy là sau khi mà máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Táp đã hướng gợi ý cho anh em, nó đang liên quan đến cái van khí không tải IACV, thì nó khoanh vùng được cái khu vực sửa chữa.
thì anh em có thể là tháo ra cái khoanh vùng nếu như mà nó không lỗi về cái, nó không lỗi về cái rong thì nó cũng lỗi về cái van, mà không lỗi cái van thì nó sẽ lỗi đến cái hở cổ hút đồng tiền bấm ga. Thì anh em cũng được máy thông báo cho anh em, thông tin cho anh em là cái khu vực sửa chữa anh em ở khu vực nào, thì anh em biết được là ở khu vực đó, đặc biệt là xe không có lỗi chứ biết khó, đây được gọi là lỗi khó, và chỉ có công nghệ chẩn đoán lỗi Motor Nguyên Táp sử dụng công nghệ AI thì mới chẩn đoán được cái lỗi này thôi anh em nhé. Vâng, và cái nguyên nhân tại sao mà cái rong đấy bị không đúng dẫn đến gió vào nhiều thì anh em mà xảy ra cái ban bệnh này thì anh em phải được đào tạo một cái khóa H cách phân tích thông số hiện hành của công ty DTD Auto Việt Nam của thầy giáo thạc sĩ Dương Tuấn Dũng, tác giả máy chẩn đoán lỗi Motor Nguyên Táp, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Thì anh em trực tiếp, thầy Dũng trực tiếp đào tạo cho anh em thì anh em sẽ hiểu được là tại vì sao nó lại xảy ra những cái ban bệnh như vậy khi mà gió vào nhiều, lượng hòa khí vào nhiều, tỷ lệ hòa khí như thế nào, nhiên liệu như thế nào mà nó lại sinh ra cái lỗi này. Thì anh em sẽ được học một cái khóa đấy thì anh em sẽ hiểu được ngay ạ. Tất cả những anh em đã được đi học cái khóá phân tích dữ liệu động cơ có thể dùng rồi thì anh em nhìn vào cái thông số này anh em phải hiểu ngay rất nhiều các cái tín hiệu khác, nhưng mà mình cái tín hiệu này anh em ạ. Vâng, tại ngày 31 tháng 10 năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ diễn ra khóa đào tạo gọi là khóa H16 phân tích thông số hiện hành dữ liệu động cơ để tìm ra các lỗi khó khi xe không báo mà lỗi. Thầy giáo thạc sĩ Dương Tuấn Dũng trực tiếp đào tạo anh em tham gia cái khóa học, anh em ở tỉnh Bình Định hoặc những anh em ở tỉnh lung loanh quanh khu vực tỉnh Bình Định có thể là đăng ký tham gia khóa học, anh em gọi vào số điện thoại cho mình đăng ký giúp cho anh em nhé. Vâng, và ngày hôm nay chốt cái ban bệnh ngày hôm nay đó chính là do cái bạn nữ này mang đến hết Honda để bảo dưỡng mà vô tình anh thợ là mất cái rong và lấy một cái rong chế nó không đúng loại dẫn đến lượng hòa khí vào động cơ nhiều bất thường nên là xe lỗi ra cái ban bệnh này anh em nhá. Và may là có máy chẩn đoán lỗi Motor Nguyên Táp đã gợi ý kiểm tra và sửa chữa nhanh khoanh vùng khu vực chính xác và giúp tôi là sửa chữa nó rất nhanh rất nhàn anh em nhá. Vâng, mỗi anh em nên sắm một máy chẩn đoán lỗi Motor Nguyên Táp để thuận tiện hơn trong cái công việc anh em ạ. Không có máy nào không có máy Motor Nguyên Táp rất khó làm anh em ạ. Vừa rồi đây cũng có một anh cũng tâm sự với mình là anh ấy đã làm nghề 29 năm rồi. Nhưng mà rất nhiều những cái lỗi liên quan đến phần mềm, liên quan đến điện, không có máy, không thể dựa vào cái kinh nghiệm của mình để làm được. Thì anh đã quyết định là đầu tư một máy chẩn đoán lỗi Motor Nguyên Táp. Và anh đầu tư cách đây khoảng tầm 4 tháng này rồi. Và anh có gọi điện thoại về tâm sự cho mình từ ngày mua máy đến nay là cái công việc của anh rất nhàn hạ, rất chính xác và khách hàng rất hài lòng anh em nhé. Và đặc biệt anh cũng nói vui với mình là sau khi mà mua máy của tôi đấy, của em đấy, vì anh ấy lớn tuổi rồi anh gọi mình bằng chú là chú em đấy anh em nhé. Thì bảo từ khi mua máy của chú đến nay thì lộc nó vào rất là nhiều, nó cũng có duyên anh em ạ. Từ khi mua máy đến nay thì cái anh kiếm tiền nó dễ dàng, có rất nhiều cái mà anh chỉ có bỏ ra có 1-2-3 phút thôi nhưng mà anh lại kiếm được tới 200-300 nghìn. Là anh cũng bảo là có những cái thời điểm, có những cái ban bệnh mà anh chỉ cắm máy chẩn đoán lỗi vào có 5 phút thôi anh kiếm 500 nghìn. Đấy thì đấy là cái câu chuyện mà anh có tâm sự lại với mình là như vậy. Thì thật ra là cũng đúng thôi. Ví dụ như các cái lỗi liên quan đến phần mềm do một cái dòng máy khác nạp cái phần mềm sai, anh chỉ cần nạp lại cái thôi thì anh nạp cái phần mềm hết còn 5 phút thôi anh lấy khách hàng 200 nghìn là chuyện bình thường anh em nhé. Vì đây là công nghệ, khách hàng có xem được cái video này thì cũng rất bình thường, vì đây là một cái bộ máy đang đến mấy chục triệu anh em nhé, mấy chục triệu lên cơ, nên là họ lấy 200 nghìn trong vòng có 5 phút đồng hồ là chuyện bình thường em nhé. Hoặc là những cái vấn đề mà liên quan đến những cái lỗi nặng xử lý 50 phút lấy 500 ngàn tiền công là rất là bình thường anh em nhá. Và anh có tâm sự với mình là từ ngày mua máy này là có duyên là lộc vào rất là nhiều và anh kiếm tiền nó rất nhàn hạ dễ anh em nhá. Anh có tâm sự lại với mình như vậy thì mình cũng rất là vui vì mình biết được là anh có lấy máy của mình thì anh có máy sử dụng, anh quen được mình, đầu tiên là anh quen được mình ở trên YouTube và anh có điện thoại và anh có tin tưởng là mua mình bộ máy. Và sau khi mua về rồi thì mình hướng dẫn anh em sử dụng, rồi anh em gọi điện thoại về tâm sự như vậy thì mình cũng cảm nhận được rất là vui anh em nhá. Thực sự là rất là vui anh em ạ. Vâng ạ. Mình cũng được sự tín nhiệm của anh em như vậy, mình cảm nhận được là mình đã có một chút ít cái công lao ở trong đấy để giúp anh em nhàn hạ hơn trong công việc chẩn đoán xe máy thế hệ mới bây giờ anh em ạ. Nên mình cảm nhận được rất là vui anh em nhé. Vâng, anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình đi, mình tư vấn cái chương trình khuyến mại và cung cấp máy cho anh em nhé. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chốt cái ban bệnh như vậy là anh em cũng đã hiểu rồi ạ. Mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.